いただきます。はい、xin mời。Cô xin chào ông bà cô chú. Xin chào chú. Cô xin mời. Xin mời. Cảm ơn con và anh. Cô chú ơi, đang ăn thập. Mới nãy ok, thấy ở phòng. Na bị bệnh hôm qua đó, rồi cái họng của em Na bị sưng, với lại giống như là bị đau rát á. À, để mình lấy cái cho con, để lấy cho cái miếng tròn cho con nha. Đợi mình tí. Bác sĩ kêu là mua thập cho bé Na ăn, ăn cái gì nó mềm mềm á. Sẽ kêu là ăn cái gì mềm mềm á, ví dụ như udon này kia, mà Tiên làm udon xong cái nào không chịu ăn, giờ có cái thạch này nè, Tiên lấy cho chị ăn đỡ. Chảy nước mũi mày lau cho con nha. Dạ. Mới lau chảy hoài. Mẹ. Tiên mua thạch kem dạng cô nít, hình cô không có ngọt quá. Để mẹ làm pudding cho con ăn nữa nè ơi. Mẹ làm pudding cho nè ăn ha. Ừ. Tí Tiên vô Tiên làm pudding cho chị. Pudding Tiên có cái nồi áp suất để làm nha biết. Đây chị mấy tiếng là xong rồi, để lạnh đi cho ăn. Cái họng đau không ăn được cái gì luôn. Không muốn ăn. Mở cái này thêm cho con ha. Mở cái này thêm cho Na nữa ha. Na cho mẹ bữa cái muỗng cái. Để mẹ lấy bớt cái này ra. Mẹ cứu Na như vậy. Xong uống nước vô nha, nước nhiều vô. Lừa kem ra bỏ, ăn thật thôi. Nghĩ ra trái cây nghe gì không biết. Không có ăn đi.
chưa con? Ừ. Rau miệng không? Ừ. Tiên làm cho chị cái món ức gà mà Tiên để đủ loại ở đây rồi xong có Tiên quấn với bạn Tiên đem nướng ăn ngon ơi là ngon mà nãy đưa cái không chịu ăn, không biết giờ chịu ăn không. Để nước tương rồi chia này kia, bơ này kia, ừ ngon lắm á con. Hành tây rồi nấm năm kim châm rồi bí ngòi này kia thấm gia vị vô rồi. Lớp dưới là Tiên lót cái cà tím nữa chứ. Vì ngon lắm, ngon nè. Ừ, con ăn ha. À, xin mời. Hai, con ăn đi. Mà cô chú thấy dễ thương chưa? Ăn xong hũ này mà không dám ăn. Sợ hỏi mẹ, mẹ cho mới dám ăn. Nãy người ta đem ra hai hũ cho ăn rồi, đâu mà còn hỏi nữa. Món gà này ngon ơi là ngon mà con không ăn nên buồn quá nha. Ăn cho khỏe đi hả? À thử ngon lắm. Sao? Ừ. Ngon đúng không? Ăn nữa không? Rồi vậy thôi mình ăn này đi. Mình ăn này xong mình hãy ăn che đi được không? Mình ăn đi trước nha. Mình ăn đi trước nha. Hè dư quá. Dư ăn. Rồi ăn xong mình ăn thịt nữa nha. Đây. Ngon lắm mà cô chú ơi, chị ăn rồi. Cái này là Tiên không có đổ ra được tại vì cái dính vô cái giấy bạc. Mày làm kìa. Cái miếng hành mấy ngay nó dính được cái giấy bạc kia đây. Móc ra được này. Sao ngon. Ngon ha. Vô mánh này. Đây. Đó, ăn đi. Ăn nó tỉnh nha, đi về Việt Nam nữa. Cái gì? Không ăn hả? Nó không ăn rồi hả? Thôi mình ăn đây nha. Thì thôi mình ăn cái này ha. Hay là mày đút cho con ăn. Mày đút như con không? Rồi. Chắc là cái họng đau á. Cái chỗ vòng họng á. Đút đau á. Ngon nhưng mà ăn không được. Thôi mình bye bye bà cô chú nha. Rồi gì thôi con bye bye bà cô chú. Thì mình kết thúc video. Con bye bye bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú nha. Tiên kết thúc video ngày hôm nay đây nha bà cô chú ơi. Buồn rồi. Hiện tí Tiên coi kiếm cái gì cho chị ăn được. Yeah. Ha. Tí mình ăn cái gì vô nha, mới khỏe được. Ok.